Mọi người ơi, mọi người chia sẻ lên cho mình đi mọi người ơi. Đây nè mọi người ơi. Để đoạn đi lên vậy nè. Mọi người ơi, chia sẻ lên trên đi mọi người ơi. Đây là con gà để vô đó. Cái định em bắt đầu ăn chiều nha mọi người ơi. Hey. Chương trình là ăn chiều. À, chúng em là đây là chương trình ăn chiều đàng hoàng nha. Ê, ông không đem cháo nha. Đây đây em sẽ giới thiệu với mọi người món ăn rất là dân dã. À, đây em ăn con ăn này rất dân dã đây. Con cua này tụi em chỉ luộc thôi nha. Đây, con cua này là nó rất là dễ luộc, mình cần bỏ bắt nước sôi và luộc thôi, bắt nước lên cho nó thành ra luộc. Ăn con xong rồi đi cho ăn. Con gà này á cũng chỉ bắt nước sôi lên và luộc mà thôi. Đó, nó rất là dễ mần. Nên anh em mình sẽ giới thiệu cho mọi người chết cha nó rớt cái mề cái này nè, nó rớt cái mề này nè. Đây mọi người ơi. Còn cái dĩa bắp chuối này mình chỉ bóp giấm thôi, mình chỉ bỏ nước mắm với đường rồi này thôi với bóp giấm thôi. Đó, này mà thấy không đó mọi người, rất là dễ làm nha mọi người. Hôm nay mình sẽ hiểu mọi người muốn ăn rất là dễ làm. Đây. Đây là rau càng cua, rau này rất là ít nha mà bây giờ này trời ơi. Mọi người. Em bóp giấm rồi em có bỏ hành phi lên đây nè mọi người ơi. Ngon. Món tiếp theo. Đây là tô cháo. Tô cháo vậy em. Đây là tô cháo. Kìa mất tô cháo của em mình. Để tô cháo một bên. Đây, còn đây là tép mà, tép rang muối. Đây nè mọi người, để cho mọi người. Cái món tép này nè nha mọi người ơi. Nó là tép đóng đáy sông đàng hoàng, nó là tép bắt ở dưới sông. Tức là người dân họ sẽ đóng cái đáy ở dưới sông đó rồi chiều người ta họ lấy lên. Thành ra con tép này nó rất là nhỏ, tép sông đặc biệt rất là khó mọi người khi mình rang với muối đây mình. Và bạn thấy mọi người để ý cái đầu tép tép nha, nó còn rất là cứng chắc. Tức là con tép này rất là tươi nha mọi người ơi. Đây nghĩ là đây. Thấy như thiệt luôn. Nó rất là tươi, con tép là tươi ăn không hề bị gì, cái đầu tép nó không bị rụng nha. Giờ mình xé gà chưa? Mọi người ơi, bây giờ con cua này là món mà khó nấu nhất nha mọi người ơi. Tại vì mình phải luộc đúng thời gian quy định nha mọi người ơi. Ví dụ như có ai biết không, cái cua thịt đó thì mình chỉ luộc 15 phút thôi nha mọi người ơi. Còn cua gạch là mình sẽ luộc 25 phút hoặc là 23 phút. Cánh gà tre mọi người. Còn đây là đặc nhắc tới gà nha mọi người ơi. Ở Bến Tre, đặc biệt Bến Tre là mọi người ơi, gà là mình là gà vườn nha mọi người ơi. Con gà. Dạ không mua sốt gì ơi. Dạ gà này là gà vườn đàng hoàng mọi người ấy. Thấy cái đầu gà không hay là gà tam hoàng nha mọi người ơi. Nó chết cha rớt thằng Thi ơi. Đây là con gà thả vườn nha mọi người ơi. Đó, đây người để ý nè, đó, để em nhắc cái đầu cho mọi người coi nè, đây em bẻ ra nè. À. Mà mọi người biết nha, ăn con gà nó ngon nhất đó chính là cái phần đầu với phần cổ. Nhất định là mình phải ăn cái phần đầu với phần cổ của con gà nha mọi người ơi, biết tại sao không? Tại phần đầu phần cổ này á, chính là mình ăn là ăn trên đầu trên cổ người ta nha mọi người ơi. Đó. Chết cha. Đó, phô câu nữa. Đi nha phô câu. Khi mình ăn gà mình sẽ chấm với muối đây. Đây là chén muối Tây Ninh mà mình đã dắt một miếng chanh vô. Đó. Mình thấy không đó, mình để mình vệ sinh nè, mình chấm nè đó. Mọi người ơi thấy không đó. Đây mình ăn là mình xé nguyên tuột nguyên miếng da gà luôn nha mọi người ơi. Đây là phần cổ gà nè mọi người ơi. Bây giờ mọi người chia sẻ lại cho giùm em đi mà em sẽ giúp. Em sẽ tặng cho mọi người một con gà luôn. Di vỏ ơi, di vỏ. Không cản nha, em mới làm ăn giả nha, ăn không có được. Mình bỏ qua cái phần đầu gà nha mọi người ơi. Mình bỏ phần đầu gà nha mọi người ơi. Bây giờ mình nói tới cái phần thân gà nha mọi người ơi. Đây đây. Thường em á là em sẽ không bao giờ ăn cái phần cái phao câu này. Mà em có một ông bạn mà anh rất là thích ăn phao câu. Mà hôm nay không có ăn, ổng ở đây. Ổng thấy phao câu là ổng táp liền. Nhưng mà rất tiếc đây là con gà mà. Con gà trống không phải gà gà mái. Thành ra chắc không táp đâu. Đây. Để mình ăn cái phần đùi gà này nha mọi người. Ước canh nồn. Mình bẻ vậy nè, đó, bẻ đó, tứa ra nè, để mình tứa nguyên cái phần bẹ nè, phải không? Rồi thấy không? Nếu mình bẻ không kỹ là mình sẽ không lấy cái phần bẹ này nè nha mọi người ơi, cái phần bẹ này rất là quan trọng nha mọi người ơi. Ta đang nói về gà đi cua từ từ lên, không có đồ đập cua. Đó, mình tứa cái phần thịt này nha mọi người ơi, đó. Nhà không có gì, có con gà luộc chấm muối tiêu thôi mọi người ơi. Đây, hồi văn lum nè, đó, mình sẽ gà này mà mình sẽ ăn với ủa. Thôi mình chỉ sang chấm muối tiêu đi ha. Đây, mình giới thiệu mọi người đây là muối tiêu.
hồi nãy là mới ốp tên ninh thì trước khi mang hủ tiêu này nè mình sẽ dắt cái phần tắc vô à, mọi người ơi dắt phần tắc vô đó à, xong rồi mình sẽ lấy cái phần mẹ gà này nè đó, cái phần thịt gà này đó rồi thôi thôi mình nhúng vô cái này gọi là muối tiêu tắc. Mình cho qua cái phần gà nha, tới đây rồi phần gà nha. Bây giờ mình sẽ tới cái phần đây, đây là nãy mình em chưa có ăn cái gỏi này là gỏi bắp chuối. Bắp chuối người ta bào ra người ta sẽ bỏ ta thêm cái này gì đường muối ngọt ha. Thêm giấm vậy phải không à. Hồi xưa cái món này á, hồi xưa rất là hồi xưa mới mà đi khai quang á thì cái món này là cái món cho heo ăn đó. Bây giờ nó lại vô nhà hàng những người dành ăn thế heo. Bây giờ em sẽ múc cho mọi người coi một hũ cháo. Đây là tô cháo của em nè mọi người ơi. Đó mọi người ơi, tô cháo của em đó. Một tô cháo về chiều còn nóng hổi luôn mọi người ơi. Đây em sẽ múc phần cháo ra phần chén. Trong đây nó sẽ có hành nè, tiêu nè, đó cháo à. Mọi người ơi, chay và cháo gà mọi người ơi, thơm phương phức mọi người ơi à. Đây em để phần cháo ở bên đây đó lại đó. Để lấy phần đũa đây, mình khi mình ăn mình hớp một miếng cháo nha mọi người ơi. Đó à, nó nóng quá trời mọi người ơi. Bây giờ mình phải cuốn có đây một con tép phải không à, rồi thấy con tép không à, không thấy con tép xong không để mình ăn con tép xong thì mình sẽ em sẽ chấm tép xong với muối này là muối cái gì đây, muối Tây Ninh à, không như vậy nó không có sung sướng gì hết. Em nhớ té phần con gà lại ngày nãy nè, phần con gà nè em ăn tiếp phần gà nãy em té một phần bẹ nè, không phần bẹ nó còn nữa không ha, cứ bằng té cẩn thận nó sẽ ra phần bẹ nè đó mọi người ha, để không à, để em té phần bẹ này ra cho mọi người coi nha mọi người ơi. Té được ra mấy cái thịt vậy nè đó, chấm như thế này chấm lại như thế à, rồi vậy em sẽ chuyển sang phần ăn phần cua nha mọi người ơi. Đây là mùa này mọi người ăn cua rất là rẻ nha mọi người ơi, phần cua tại vì năm nay là tháng này là tháng mỗi năm luôn, cứ tháng 7 âm lịch là cái tháng ăn chay, cua bán không có được, thành ra cua giá rất là rẻ. Một con cua này á chỉ có độ tầm 100 mấy hơn thôi, nếu mà mình mua thêm cái càng nữa nè một chiếc 100 mấy hơn thôi, khoảng chừng tầm 160-170 một con thôi. Đó, để mình sẽ tách ra tại cái live stream này luôn, tại cái live stream này để coi là nó mập hay là nó ốm với giá 160 bạn. Tại vì tháng này là tháng này bạn ăn chay, bạn không ăn cua, thành ra cua bạn đâu có biết nó rẻ nó ngon như thế nào đó. Và trong cái live stream này em sẽ tách cái con cua này cho mọi người coi nè. Rồi mọi người nào muốn mua con cua này thì mọi người cứ để lại số điện thoại bên dưới em sẽ có đường hướng liên hệ. Ai đây là con cua trong tháng 7 âm lịch đó. Đây em sẽ cho mọi người coi phần mu của nó nè. Đây đó thấy không, đó đây là phần cua thịt thôi nha mọi người ơi. Đó, đây là cua tháng 7 âm lịch đây. Em sẽ lấy cái muỗng này em múc cái phần mu nó ra cho mọi người coi nè. Đây đó. Đây thấy không, đó đây là cua tháng 7 âm lịch nha, giá rất là rẻ, một con chỉ 100 mấy thôi à. Một con cua có 100 mấy thôi mà tháng này các bạn cứ xúm nhau ăn chay. Em sẽ coi phần gà phần nè, phần cua thịt nè đó, đó thấy không đó, các bạn xúm nhau ăn chay để rồi các bạn không được ăn cua với giá 100 mấy chục ngàn, rồi đợi qua mùa khi mà tới chừng mà ăn mặn lại rồi đó thì các bạn xúm nhau bạn đi ăn cua, trời ơi nó mắc, trời ơi luôn, thiệt khỏi nói luôn, mình nói thiệt luôn nha, giá này nè. Cái chai nó chảy gạch đây, để mình bẻ cho mọi người coi nha. À, đây nè cái phần thịt nó nè đó, thấy không, nó nhung lên nè, chỉ có 100 mấy một con thôi nha. Đây chỉ mọi người nha, chỉ có 100 mấy một con thôi. Mà mùa này không ăn thì đợi mùa nào ăn, tại mùa này là mùa rẻ nhất trong năm luôn mọi người ơi. Mùa này là mùa ăn chay. Đúng nè. Mà mùa này người ta ăn chay nhiều á, chết nha, nhiễu cháo. Giờ em nó qua phần cua nha, em không ăn cua. Thôi nè, quên nó, để em ăn phần nè. Thấy không? Thấy cái gạch vàng nó chảy không?
em ăn phần gạch vàng nè. Dạ, đó mình phải dừa nè. Dừa tới nè, kia một ca dừa, kia một ca dừa ăn không đi uống nước dừa. Đây. Đây, bóp anh thật đấy nha. Còn cứng quá trời mọi người ơi, thằng cua này cứng quá trời mọi người ơi. Lấy không nổi luôn nè. Thôi nó già bỏ đi. Nào luôn. Quang không nổi, tướng quá chắc quá. Chắc ăn không được luôn. Vừa đi, vừa nè. Cua trứng chắc nó chắc ăn không được luôn. Được không được, không được rồi. Em ăn cua đi không? Cho mẹ luôn em. Dạ. Thôi chia tay mọi người trong livestream mình nha. Mọi người nhớ chia sẻ livestream mình ủng hộ nha. Mình quay tới quay luôn mình vẫn là làm phun tâm ở đẹp Vĩnh Phương thôi à.